bao giờ bạn nghĩ đến việc kinh doanh các mặt hàng đông lạnh như là các loại thủy hải sản hay là thịt cá hay không? Và nếu bạn đang có ý tưởng kinh doanh hàng đông lạnh, thì chúng ta hãy cùng nhau đi mổ xẻ những vấn đề nên biết trước khi kinh doanh hàng đông lạnh. Bây giờ thì cùng lên kế hoạch khởi nghiệp với blog khởi nghiệp bạn nhé! Một, phân tích thị trường hàng đông lạnh. Hàng đông lạnh hay là hàng tươi sống là sự lựa chọn nhiều nhất của các bà nội trợ. Tất nhiên là hàng tươi sống sẽ thu hút các trẻ em nội trợ hơn về cảm giác an tâm khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình. Tuy nhiên gần đây thì rất nhiều chị em chuyển hướng sang đi siêu thị để lựa chọn các mặt hàng đông lạnh ít thấy được ở chợ, như là các loại thịt cá hải sản nước ngoài. Cũng chính vì thế mà thị trường hàng đông lạnh là thị trường khá là tiềm năng mà bạn có thể bắt đầu kinh doanh hàng đông lạnh ngay từ bây giờ nhé. 2. Xác định mặt hàng sẽ kinh doanh. Trước tiên bạn phải tìm được mặt bằng kinh doanh hàng đông lạnh phù hợp. Hàng đông lạnh thường được nhập khẩu từ nước ngoài về hoặc là có sẵn nguồn hàng đông lạnh xuất khẩu trong nước. Và dù là xuất xứ gì đi chăng nữa thì bạn cũng cần có kho bảo quản hàng đông lạnh hoặc là ít nhất là biết cách bảo quản chúng đúng cách. Chính vì thế bạn nên ưu tiên mặt bằng đủ diện tích để có thể vừa bán vừa bảo quản, đảm bảo được chất lượng sản phẩm đến tay người cuối cùng sẽ vẫn ngon như ban đầu. Và mặt bằng kinh doanh hàng đông lạnh lý tưởng nhất chính là ở khu vực đông dân cư và gần chợ để người đi chợ có thể tiện đường mua sắm hơn. 3. Xác định số vốn ban đầu. Theo như kinh nghiệm kinh doanh hàng đông lạnh của nhiều người thì vốn để mở cửa hàng thực phẩm đông lạnh khoảng 200 triệu trở lên là hợp lý. Chi phí mở cửa hàng thực phẩm đông lạnh thì phần lớn chi ra để nhập hàng và chuẩn bị kho. Bạn cần hoạch định chi phí cần chuẩn bị như sau: thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng, mua tủ đông, nhập hàng, máy móc cần thiết, thuê nhân viên, quảng cáo, vân vân. 4. Tìm nguồn hàng chất lượng, uy tín và giá hợp lý. Hàng thực phẩm là loại hàng nhạy cảm vì liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì thế, ngoài việc lựa chọn nguồn hàng giá rẻ thì bạn còn phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm nữa nha. Hàng đông lạnh thì đa số hiện nay đều đến từ những công ty lớn. Vì vậy, bạn nên tìm những công ty mà đã có uy tín trên thị trường hiện nay, có chính sách thu hàng lỗi do phía nhà sản xuất. Tuy nhiên, vì là thực phẩm đông lạnh, nên khi bạn nhập hàng thì phải bảo quản tốt, và khi bán cho khách hàng cũng phải hướng dẫn khách hàng bảo quản đúng cách để tránh tình trạng hàng hư hỏng do bảo quản bạn nhé. 5. Hình thức kinh doanh. Đa số những người mới khởi nghiệp bán hàng đông lạnh đều muốn có cửa hàng đàng hoàng, dù nhỏ nhưng vẫn làm nơi để giao dịch buôn bán được. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, có một số người chưa đủ vốn để có thể mở cửa hàng hoặc là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm bán đồ đông lạnh, cho nên cũng thử nghiệm bán hàng online trước. Nhưng mà theo blog khởi nghiệp thấy thì bạn cũng nên chuẩn bị ít vốn để có thể phát triển sự nghiệp bán hàng thực phẩm đông lạnh để mở cửa hàng bạn nha. Dù sao thì với các chị em nội trợ được sờ tận tay sản phẩm thì cũng sẽ yên tâm hơn phần nào đúng không nào? 6. Đưa ra mức giá cạnh tranh. Những thực phẩm đông lạnh thông thường như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, vân vân thì đa số đều có giá rẻ hơn hàng tươi sống. Mức giá cạnh tranh ở đây thì không phải cạnh tranh giữa thịt tươi và thịt đông, mà là cạnh tranh giữa các mặt hàng với nhau. Ví dụ như cửa hàng A bán 1kg thịt heo đông lạnh với giá 100.000 đồng, cửa hàng B bán 1kg thịt heo đông lạnh giá 99.000 đồng. Và lúc này thì khách hàng tất nhiên sẽ lựa chọn cửa hàng B rồi. Hoặc không thì bạn hãy bán theo dạng combo nhiều món với nhau rồi giảm giá chút đỉnh. Đó cũng là cách tăng doanh thu cho cửa hàng đấy nhá. 7. Xây dựng thương hiệu từ đâu? Bạn có thấy hay không? Việc mở một cửa hàng đồ đông lạnh rất là đơn giản. Vì thế cũng sẽ có rất nhiều người bắt đầu nhen nhóm ý định kinh doanh hàng đông lạnh. Và càng nhiều người kinh doanh thì mức độ cạnh tranh của bạn sẽ càng cao. Chính vì vậy, hãy cho khách hàng ấn tượng và nhớ đến bạn ngay từ đầu bằng cách khẳng định thương hiệu. Hãy làm cho thương hiệu của mình được khách hàng nhớ càng lâu càng tốt bằng những cách như sau. Có thể dán tem lên sản phẩm, túi đựng có in logo, xe giao hàng có in logo, vân vân. Tuy nhiên, nếu bạn hoành tráng về hình thức đến đâu mà sản phẩm của bạn không tốt thì cũng như không bạn nhé. Hãy chú ý từ cái cốt lõi ra cái bên ngoài thì thương hiệu của bạn sẽ bền bỉ hơn. 8. Đưa ra chiến lược marketing hợp lý. Mọi yếu tố quyết định đến việc kinh doanh cửa hàng thực phẩm đông lạnh có thành công hay không thì đều xuất phát từ chiến lược marketing. Đừng nghĩ marketing chỉ đơn giản là quảng cáo. Nó sẽ bao hàm cả những chiến lược giá, chiến lược bảo hành, chiến lược hậu mãi và chiến lược PR sản phẩm. Hãy tận dụng các mối quan hệ, các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử.
để giúp cho thương hiệu của bạn có độ phủ rộng với nhiều người bạn nhé. Những chiến lược marketing được sử dụng nhiều nhất trong những dự án khởi nghiệp thì bạn hãy theo dõi trong những video sau của blog khởi nghiệp bạn nhé. Và chúc các bạn sẽ thành công với dự án kinh doanh hàng đông lạnh này nhé. Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.